bán cây chanh vàng Mỹ ạ. Gốc thoát dài ơi là dài, và hai nữa là cái gốc rất là to. Cái điểm đặc sắc của cái cây này là thoát dài, thoát to, nhưng mà nó là hàng nguyên bản chứ không phải là hàng ghép. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây chanh vàng Mỹ, cây nào cây nấy đều đang quả như này hết rồi ạ. Quả to quả nhỏ đây. Cái đường kính gốc của nó đấy ạ, tầm được 3 cm, thoát 1, 2, 3, 4, 5, 6. Với cả nữa là bạn nhìn thấy đây, gốc của nó là gốc nguyên bản chứ không phải là ghép nhá bạn nhá. Đấy, 097 797 3535 bạn nhá. Cây nào cũng có quả. Chiều cao của cây nếu mà từ mặt bầu lên trên đến ngọn nó phải rơi vào tầm 1,8 m. Còn độ thoát dài để mình đo ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 1 mét thoải mái luôn ạ. Quả. Cây có cái đẹp nữa là nó ở trong bầu, trong 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 chậu này, ổn định đảm bảo rồi chứ không phải hàng hàng đánh đất. 097 797 3535 bạn ạ.